10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nhân ngày 23 tháng chạp, lòng chúng con giàu dạt mênh mông, toàn gia nguyện dốc một lòng, sắm lễ mọn dâng lên linh tọa, đã nhất tâm một lòng một dạ, thắp hương thơm lễ tạ chư thần, đông trù tư mạnh táo phủ thần quân, ngài là chủ nghi, tại chư thần xét soi, người trần phàm tục phạm sai, cuối xin nhận lễ cầu ngài gia ân, ban lộc ban phúc ban phần, công bằng hợp lý mười phân vẹn mười. Hôm nay ngài sắp về trời, lòng con tâm niệm vài lời cầu xin, cầu cho trăm họ bình yên, cầu cho gia sự ấm yên thuận hòa, xanh như lá đẹp như hoa, bước sang xuân mới trẻ già yên vui. Họ tên của con là Nguyễn Thanh Tùng, tuổi ất Mùi, 46 tuổi. Kính chào quý vị và các bạn. Nghi lễ quan trọng trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán tại Việt Nam không thể thiếu được đó là tục cúng ông táo. Hàng năm theo quan niệm của người Việt thì đúng vào ngày 23 tháng chạp âm lịch là ngày táo quân cưỡi cá chép bay về trời để bẩm báo mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong gia đình của gia chủ cho Ngọc Hoàng. Cho đến đêm giao thừa, táo quân sẽ quay về hạ giới để tiếp tục công việc trong coi bếp lửa của mình. Tùy theo gia đình, nhưng tự chung là cúng một dĩa thèo lèo cất chuột, một bộ áo mũ và đôi ghia cho táo quân và một con cá chép sống nguyên để trong diệm. Sau khi cúng xong thì vàng mã đốt đi, con cá đem ra sông hồ thả để táo quân cưỡi về trời chầu Ngọc Hoàng. Ở quê, để tỏ bài hoàn cảnh nghèo, người ta cúng một chén cháo đậu đơn giản để cho táo thấy mà thương, tùy trình cho Ngọc Hoàng để được ban phúc và lộc cho gia chủ. Nhưng mục đích của nó là nhắc nhở cho mọi người nhiều điều cả năm ăn ở sau cho có phúc đức, để mong sau, đời sau phúc lộc nhiều hơn, và nhất là trân trọng cội nguồn cuộc sống là điều đáng quý nhất đối với mỗi con người Việt Nam. Nội dung chia sẻ trong video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Mời các bạn vui lòng nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.